Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, mới đây theo báo Francisco.vn có đưa tin, Đức Francisco nói về bệnh của mình với người bạn tâm giao: "Tôi bất tỉnh, tôi đã có một lúc rất nguy hiểm." Ông Michael Ferry, 52 tuổi, ông nói với trang truyền thông Ý Resto del Calino ở Pesaro. Ông là anh của Andrea, một thương gia bị giết ở Pesaro ngày 3 tháng 6 năm 2013. Em trai của ông bị sát hại trong một vụ cướp tầm thường. Lúc đó, ông tìm đến Đức Francisco để được an ủi và ngài đã gọi điện thoại cho ông. Kể từ đó, có một thói quen giữa hai người. Đây là cuộc gọi lần thứ 90 giữa hai người. Ông Ferry kể lại, ngài nói với tôi, ngài đến bệnh viện trong tình trạng bị bất tỉnh. Lần tháng 1 khi ngài gọi cho tôi, giọng của ngài nghe có vẻ hơi mệt. Nhưng bây giờ giọng ngài đều đều, vang vang và thanh thoát hơn lần trước. Ngài nói về việc ngài nhập viện. Tôi đã có một lúc không khỏe, vài giờ nữa là đủ. Và tôi không biết liệu tôi có thể đếm được không. Theo thông lệ, Vatican không xác nhận cũng không phủ nhận nội dung các cuộc gọi điện thoại riêng của Đức Francisco. Câu nói đùa khi ngài xuất viện, tôi vẫn còn sống. Đó là cách Đức Francisco nói về việc ngài nhập viện khẩn cấp gần đây ở bệnh viện Gemelli. Thông tin chính thức ban đầu của Vatican, ngài vào bệnh viện để kiểm tra theo lịch trình. Nhưng thông tin nhanh chóng từ bệnh viện loan ra, ngài bị viêm phế quản với những gì tin tức có thể ghép lại. Nỗi sợ ban đầu là ngài bị đau tim. Sau đó, trong quá trình chẩn bệnh, giả thuyết này bị phủ nhận nhưng lại được Đức Francisco gián tiếp xác nhận sau khi ngài xuất viện. Ngày thứ bảy, ngài nói với các phóng viên ngài bị khó chịu, giống như khi bị đau bụng. Nhưng ngài không đi sâu vào chẩn đoán. Ngài nói, xin hỏi bác sĩ của tôi không hiểu. Mới đầu, tình hình có vẻ đáng lo ngại. Ngài cho mọi người hiểu điều này ngay khi ngài rời bệnh viện Gemelli. Với những người hỏi ngài có sợ không, ngài trả lời, có một điều đến trong đầu tôi. Ngày xưa, có một người lớn tuổi hơn tôi, ông nói với tôi sau tình huống như thế này. Cha ơi, con chưa thấy cái chết, nhưng con đã thấy nó đến, nó xấu lắm đấy. Và với những người hỏi ngài như thế, ngài nói, tôi vẫn còn sống. Sự kiện đã hai lần Đức Thánh Cha Francisco không tự đọc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung và kinh truyền tin khiến cho có người lo ngại về sức khỏe của ngài. Tuy sức khỏe yếu nhưng mong muốn tiếp tục các hoạt động của ngài không suy yếu. Rõ ràng việc buộc phải ngừng lại này đặt câu hỏi cho việc tiếp tục chiều giáo hoàng của ngài. Đức Francisco sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 ngày 17 tháng 12 đã tham dự Thượng Hội đồng về Tương lai Giáo hội tháng 10. Một trong những người bạn thân của ngài mô tả, đây là di sản vĩ đại của ngài và những người tiếp xúc hàng ngày với ngài đều tiếp tục xác nhận người mặc áo trắng còn đầu óc thông minh, còn trí nhớ phi thường và vẫn là người làm việc không mệt mỏi. Một trong những cộng tác viên thường xuyên của ngài nói, trong đầu ngài, ngài làm việc rất tốt nhưng cơ thể của ngài đã gửi cho ngài dấu hiệu, ngài phải dừng lại. Trong những tháng gần đây, ngài thực sự đã phải đối diện với những giới hạn của ngài. Trên thực tế, sự cố sức khỏe mới này không phải là lần đầu tiên. Lần nhập viện gần đây nhất là vào tháng 6, khi ngài phải mổ trong vòng 3 giờ vì thoát vị bụng dưới, phải gây mê toàn thân để tránh tắc ruột. Không ai ở Vatican có thể nói liệu ngài có quyết định từ bỏ chức vụ trong những tháng sắp tới hay không. Ngay cả khi những đồn đoán đã gia tăng trong những ngày gần đây, bài phát biểu của chính ngài đã biến đổi theo ngày tháng. Tháng 7 năm 2022, khi từ Canada về Roma, ngài nói, đó là một trong những lựa chọn bình thường. Nhưng cho đến nay, tôi chưa bao giờ mở cánh cửa này. Nhưng vài tháng sau ở Congo, ngài đã sửa lại. Tôi nghĩ sứ vụ của giáo hoàng phải thực thi suốt đời. Tôi không thấy có lý do gì để nó không là như vậy. Ngài đã chuẩn bị kỹ thư từ chức để đề phòng khi có vấn đề về sức khỏe, ngài không thể thực thi chức vụ hoặc khi ngài không đủ tỉnh táo để từ chức. Ngài nhấn mạnh, việc dùng đến phương cách này không nên trở thành mốt hay điều bình thường. Trong những tháng gần đây, ba lần Đức Thánh Cha bị viêm đường phổi và thời gian phục hồi lâu và chậm chạp hơn. Đức Thánh Cha sẽ tròn 87 tuổi vào ngày 17 tháng 12 sắp tới. Những dữ kiện này cũng được nhiều chuyên gia chia sẻ, đặc biệt các bác sĩ chuyên về bệnh những người cao tuổi.
bác sĩ Fabrizio Presliakos, giám đốc y tế của bệnh viện ở miền Bắc Ý và cũng là phó giáo sư về vệ sinh tổng quát và ứng dụng tại phân bộ vi khuẩn học của khoa y sinh học vì sức khỏe của Đại học Milano trong cuộc phỏng vấn dành cho một tuần báo ở Ý, cảnh giác rằng về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Francisco, một điều chắc chắn là ngài khỏe, nhưng không khỏe lắm. Điều hiển nhiên là trong lúc này, ngài được trị liệu với những liều nặng của thuốc, vì khuôn mặt của ngài, theo những hình ảnh gần đây, tỏ ra bị phù lên như thường xảy ra khi người ta dùng thuốc chống viêm. Bác sĩ Bregliasco không muốn loại trừ khả năng đây thực sự là một bệnh cúm, với khả năng Đức Thánh Cha diễn tả không chính xác khi ngài nói, tôi bị viêm phổi. Giờ chót, Đức Francisco đã phải hủy chuyến đi dự hội nghị COP28 tại Dubai do tình trạng sức khỏe của ngài bị suy yếu trong những ngày vừa qua. Điều này đặt ra cho một số người câu hỏi về việc tiếp tục chiều giáo hoàng của ngài. Theo thông tin của chúng tôi, trong nhiều ngày qua, các cố vấn y tế gồm các bác sĩ và y tá của ngài đã lưu ý tình trạng sức khỏe của ngài không phù hợp với chuyến đi không đầy 3 ngày, kéo dài 7 giờ, chênh lệch 3 múi giờ và dự các cuộc họp trong phòng có máy lạnh. Đức Francisco quyết định mở rộng chương trình làm việc của mình với tất cả các nhà lãnh đạo thế giới muốn gặp ngài, lên kế hoạch không dưới 30 cuộc họp ngày thứ Bảy sau phát biểu của ngài. Dù sao đi nữa, ngài đã đợi đến phút cuối để đưa ra quyết định, hy vọng có thể đi Dubai dù sức khỏe yếu. Thực tế là chiều thứ Ba, 28 tháng 11, ngài đã quyết định hủy chuyến đi vì lúc đó ngài bị sốt. Giữa buổi chiều, ngài tiếp một nhóm các nạn nhân người Pháp bị lạm dụng, ngài tâm sự về chuyến đi Dubai, chính các bác sĩ sẽ quyết định. Tại Vatican, Đức Francisco làm mọi cách để tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Ngày thứ Tư, 29 tháng 11, ngài chủ trì buổi tiếp kiến chung hàng tuần trước hàng ngàn giáo dân. Bị hụt hơi, ngài giao cho Đức ông Giampenelli đọc bài giáo lý. Về phần ngài chỉ lên tiếng kêu gọi mang tính chính trị vào cuối buổi tiếp kiến, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhắc đến số phận của các con tin Israel, của người dân ở dải Gaza và người dân Ukraine vẫn còn đang sống trong tình trạng chiến tranh. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.